Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp một món ăn nữa, đó là bánh bao. Hôm nay mình làm bánh bao chay nha các bạn. Thì ở đây nguyên liệu làm bánh bao chay mình có sườn non nè, mình ngâm mình đã xé mỏng ra rồi ha. Sườn non nè, rồi củ cải đỏ nè, củ sắn nè, củ cải đỏ, củ sắn chúng ta bào mỏng ra thì chúng ta sẽ vắt nước cho nó khô nha các bạn. Để thôi mà củ sắn với củ cải đỏ của mình á, khoai sắn á, nó có nước rất là nhiều, nó sẽ làm cái bánh bao, nhưng cái bánh bao mình nó ướt, nó không có ngon. Còn ở đây thì mình sẽ sử dụng núm mèo mình cũng đã ngâm rồi, mình cũng sắc mỏng. Núm đông cô, ở đây mình sử dụng núm mèo và núm đông cô cho bánh bao chay ngày hôm nay nha các bạn. Ngoài ra thì những người ăn tương ăn chay người ta sẽ không ăn hành ngò, ăn hành tỏi người ta cũng không ăn, nhưng mà ngò sẽ ăn được. Mình sẽ để vài lá ngò lên cho nó thơm ha. Ở đây thì có người những ăn cho người ăn chay trường người ta sử dụng được sữa được, có người uống sữa được, có người không, thì tuy nhiên thì các bạn hãy hạn chế sữa lại ha. Ở đây mình sẽ sử dụng là bịch bánh bao chay, là bịch bánh bao chay ở trong đây là đã có sẵn men và đã pha trộn sẵn rồi. Mình sẽ sử dụng bánh bao, bột bánh bao này mình làm cho nó nhanh hết các bạn. Sau đó thì mình sẽ làm, mình đánh tan cái bột men ra nha các bạn. Nếu những người nào ăn chay trường người ta không có ăn sữa uống sữa thì chúng ta sẽ dùng nước lọc, mình là sẽ dùng nước lọc để mà mình làm bánh nhân bánh nha các bạn. Thì ở đây thì đã có sẵn cái bột men rồi đó các bạn. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần đánh cho nó tan ra. Các bạn nhớ là đánh cho bột men nó tan ra thì bột bánh bao mình mới nở nha các bạn. Nếu mà không tan ra thì nó không sẽ nở, không có nở cái bột bánh của mình. Đây mình sẽ cho ít nước mình đánh tan bột bánh bao ra ha. Cái bột men của mình nè. Cho cái tất cả các bột men vào ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho là nước, các bạn nào dùng sữa thì chúng ta sẽ cho 2 bịch sữa, nếu không dùng sữa chúng ta sẽ cho 400ml nước ha. Rồi bắt đầu chúng ta nhồi bột. Sau khi nhồi được khối bột mịn này thì các bạn bắt đầu các bạn nhồi bột ha. Các bạn dùng cái bàn tay nè, cái chỗ bàn tay đây nè, chúng ta sẽ nhồi bột nó mạnh hơn. Các bạn nhồi bột ở đây khoảng là 15 đến 20 phút, 10 phút. Chúng ta nhồi sao mà cho bột nó mềm, nó dẻo, nó không dính nữa, không dính tay và cũng không nó mịn lại là được. Nếu không thì các bạn có thể nhồi bột khoảng 10 phút. Ăn từ từ. Sau khi nhồi thành khối bột mịn này rồi đó thì chúng ta bỏ thau và lấy cái bột mũ hay là cái màng bọc thực phẩm đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ trùm nó lại cho nó nghỉ khoảng 30 phút đó. Nếu như vậy các bạn sẽ trùm kính lại cũng được ha. Ta sẽ trùm kính cái thau lại. Rồi cho nó nghỉ 30 phút. Sau đó thì trong khi chờ bột nó nồng nỉ á thì ở đây thì mình sẽ làm cái nhân của bánh bao ha. Sau khi chảo của mình nóng rồi mình cho một ít dầu, vì ở đây những người mà ta ăn tương á
ăn chay thường á người ta sẽ không ăn hành ha, tỏi ha, ở đây mình sẽ không có cháy hành tỏi nha. Rồi xong, sau khi cho chảo nó nóng lên rồi, ở đây thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu của mình bánh thì vô mình xào chung luôn nha. Ở phần nhân bánh bao này mình sẽ cho bột hạt nêm chay nha, và một tí xíu đường, và một tí xíu muối vào trên cái bột nhân, bột nhân của mình đó, nó có gia vị nha các bạn ha. Đây mình sẽ cho muối vào luôn. Ở đây thì các bạn cho mình, ở đây thì để cho tăng hương vị của bánh bao mình sẽ dùng dầu mè nha. Mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng cà phê dầu mè vào. Cái nhân của mình nó hết còn thơm dầu mè các bạn. Sau đó thì mình xào chín cho nó gia vị, tất cả các gia vị này cho nó xào chín nó sợp lại á thì chúng ta sẽ nhắc xuống được rồi ha. Ở đây thì mình ấy thì mình sẽ cho một ít hạt mè vào cho bánh bao cho nó ngon á các bạn. Mình sẽ cho hạt mè vào trong bánh bao luôn nha bánh. Kỹ nó khô thì ngược thêm mình xào nó không có nước nha các bạn. Đây mình xào khoảng là 5 phút hay 3 4 phút gì đó là nhân bánh của mình nó chín rồi. Thì mình sẽ đổ ra dĩa ha. Sau khi mình để khoảng nửa tiếng hoặc hơn đó các bạn thì ở đây thì bột của mình ở đây nó sẽ nở ra, nó phình ra. Thì mình sẽ chia ra nha các bạn. Chia ra để mình làm bột bánh chay ha. Các bạn sử dụng cho mình cái giấy A4 có thì cũng được, mà giấy tập cũng được ha. Bạn sử dụng xong chúng ta sẽ chia bột ra từ khúc nha. Bột bánh chúng ta chia ra, các bạn làm bánh lớn bánh nhỏ tùy ý ha. Và nếu mà cột bột lớn thì chúng ta sẽ chia làm bánh lớn, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm bánh nhỏ nha. Đây mình sẽ chia ra. Các bạn có thể mua cái cây cán bột cũng được, nếu không thì các bạn lấy cái cây ống nước á, chúng ta làm chúng ta lấy cán bột vậy ha các bạn. Cán sao cho bột bánh bao thì còn về nặng hình thì tùy theo các bạn. Mới đầu thì làm lần đầu thì chúng ta chưa có quen tay á thì nó không có đẹp, nhưng các bạn làm lần 2 lần 3 thì cái bánh của mình nó sẽ tròn và đẹp hơn. Bạn cán thì chúng ta sẽ cán cái phần mép bánh cho nó mỏng ra. Sau khi tan cán rồi ở đây thì mình sẽ bỏ nhân vào ha. Nhân bánh vào.
Trong khi làm bánh như thế này thì các bạn bắt cho mình một nồi nước sôi. Nước sôi trong khi đó một nồi nước sôi thì các bạn sẽ để 2 đến 3 muỗng giấm vào nha các bạn. Để cho cái bột của mình, bánh bao của mình nó trắng á. Các bạn muốn bánh bột bánh bao của mình trắng á, thì các bạn sẽ bỏ vô 2 đến 3 muỗng giấm muỗng cơm á nha các bạn. Các bạn có thể nặn cái bánh bao hình tùy ý ha. Có thể nặn hình nào cũng được. Sau đó các bạn để như vậy thì cái hình bánh bao của các bạn nặn tùy ý, các bạn thích nặn hình nào ra sao thì nó sẽ ra cái như thế. Bạn dò cục bánh bao lại cho nó tròn, sau đó chúng ta sẽ cán một bánh bao ra hình tròn. Các bạn tiếp tục làm như thế cho hết bột luôn ha. Nước sôi thì sôi rồi các bạn, lên hơi rồi, ở đây thì mình sẽ bỏ bánh vào nha. Bỏ bánh vào mình hết. Ở đây thì các bạn sẽ để cách khoảng nha, tại vì bánh khi mình hấp xong nó sẽ nở đó các bạn. Còn đây là cái bánh mà con gái mình làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ đậy nắp hấp 10 phút nha các bạn. Sau khi mình hấp khoảng 10 phút rồi bánh mình nó chín rồi nè các bạn. Đây, nó chín rồi. Mình để nó ít quá nên nó dính. Như thế là mình đã làm xong bánh bao của ngày hôm nay rồi các bạn.